Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Một quan chức an ninh cấp cao của Ai Cập hôm 13 tháng 10 cho biết, nước này đã thực hiện những biện pháp chưa từng có để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới với Gaza. Cụ thể, trang LiveMin dẫn lời quan chức trên nói, Ai Cập đã triển khai thêm hàng nghìn quân để tăng cường an ninh dọc biên giới với Gaza ngoài ra ai cập đang làm việc suốt ngày đêm với các đồng minh của israel gồm cả mỹ và châu âu để ngăn một chiến dịch trên bộ và cuối cùng là chấm dứt xung đột cũng theo vị quan chức trên ai cập đã đề xuất lập các khu vực an toàn trong gaza và cho phép vận chuyển cứu trợ qua cửa khẩu rafah đề xuất trên đã nhận được sự ủng hộ của một số quan chức phương tây gồm cả quan chức phụ trách ngoại giao của liên minh châu âu song israel chưa phản hồi trước đó đối với cuộc khủng hoảng hiện nay Ai Cập cho rằng hai bên Israel và Palestine nên giải quyết xung đột ở trong biên giới của họ vì đây là cách duy nhất để người Palestine đảm bảo quyền trở thành nhà nước độc lập. Theo một trong những nguồn tin, vấn đề mở hành lang an toàn cho những người tị nạn muốn rời khỏi giải Gaza đã được nêu ra tại cuộc đàm phán của Cairo về viện trợ nhân đạo cùng với đại diện của Mỹ và các nước khác. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ai Cập đã bác bỏ những đề xuất này. Được biết, Ai Cập từ lâu đã hạn chế cho phép người dân ở Gaza tiếp cận lãnh thổ thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine. Ai Cập luôn khẳng định cả hai bên phải giải quyết xung đột trong phạm vi biên giới của mình. Theo các nguồn tin truyền thông Ai Cập, các quan chức nước này cũng đã lên tiếng cảnh báo đối với lời kêu gọi di tản hàng loạt của Israel và nhấn mạnh không nên đẩy dân thường Gaza về phía biên giới Ai Cập. Trong khi cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn al qassam vừa ra thông báo cho biết tổng số 13 con tin mà lực lượng này đang giữ đã thiệt mạng, bao gồm cả người nước ngoài trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua. Theo Reuters, thông báo viết, các con tin thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào 5 địa điểm khác nhau ở Gaza. Hiện chưa rõ Hamas đang giữ chính xác bao nhiêu con tin Israel khi lực lượng này xâm nhập vào lãnh thổ Israel hồi cuối tuần trước. Khi đề cập đến những tuyên bố rằng các con tin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, đại diện lực lượng phòng vệ Israel, IDF nói, có rất nhiều tuyên bố từ Hamas, chúng tôi sẽ chỉ báo cáo những thông tin đáng tin cậy. Theo hãng tin AP mới đây, Cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề người tị nạn của Hamas kêu gọi người dân Palestine ở nguyên trong nhà và đứng vững trước cuộc chiến tâm lý mà Israel phát động. Không lâu trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu gần một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza sơ tán trước khi họ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ nhằm loại bỏ lực lượng Hamas. Các mệnh lệnh đã gây hoảng loạn cho dân thường và nhân viên cứu trợ vốn đang gặp khó khăn vì các cuộc không kích và phong tỏa của Israel. Bà Inas Hamdan, một nhân viên tại cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở thành phố Gaza nói. Đây là tình trạng hỗn loạn, không ai biết phải làm gì. Bà cho biết tất cả nhân viên Liên Hợp Quốc ở thành phố Gaza và phía bắc Gaza đã được yêu cầu sơ tán tới Rafah. Bà Neban Fasak, người phát ngôn của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở thành phố Gaza, nói rằng không có cách nào để hơn một triệu người có thể di chuyển an toàn trong thời gian gấp như vậy. Nhiều bác sĩ ở Gaza đã quyết định không rời bệnh viện, không bỏ rơi bệnh nhân. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Jonathan Conricus, nói rằng quân đội nước này sẽ hoạt động với lực lượng đáng kể ở Gaza trong những ngày tới và đang kêu gọi dân thường sơ tán trong vùng lãnh thổ bị phong tỏa để có thể tấn công Hamas. Ông cho biết lực lượng Israel sẽ nỗ lực hết sức để tránh làm hại dân thường. Theo Liên hợp quốc, cảnh báo sơ tán mà họ nhận được cũng áp dụng cho tất cả nhân viên Liên hợp quốc cũng như hàng trăm nghìn người đang trú ẩn trong các trường học và các cơ sở khác của Liên hợp quốc. Người phát ngôn Liên hợp quốc, Stefan Dujarric nói: Liên hợp quốc cho rằng một đợt sơ tán như vậy không thể diễn ra mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Ông Dorric nói rằng Liên hợp quốc mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ lệnh này. Nếu Israel tấn công trên bộ ở Gaza, thương vong dân thường có thể cao hơn cho cả hai bên. Theo Liên hợp quốc, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích của Israel đã tăng 25% trong một ngày, lên tới 423.000 người trên tổng số 2,3 triệu người. Ở một diễn biến liên quan, sau khi xung đột Israel Hamas xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã có mặt tại Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dù bày tỏ tình đoàn kết với Israel, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng kêu gọi Israel kiềm chế để bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel rằng điều quan trọng là phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để tránh làm hại dân thường. Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của mọi sinh mạng vô tội, thường dân thuộc mọi tín ngưỡng, mọi quốc tịch. Ông Blinken cũng cho rằng một trong những điều khiến dân thường ở giải Gaza gặp nguy hiểm là Hamas tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chăn sống. Trước đó hôm 12 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cảnh báo rằng Israel, dù có tức giận và thất vọng, cũng phải tuân theo luật chiến tranh. Vừa qua, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại trung tâm Paris, Pháp, bất chấp lệnh cấm đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở nước này. Lực lượng chức năng của Pháp đã phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas diễn ra căng thẳng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, các cuộc biểu tình ủng hộ cả phía Israel và Palestine đã diễn ra trên khắp thế giới, một số dẫn đến đụng độ bạo lực. Pháp có cộng đồng người Hồi giáo và Do Thái lớn nhất châu Âu. Những cuộc xung đột ở Trung Đông trước đây thường gây căng thẳng ở Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự kiện này là một trận động đất đối với Israel, Trung Đông và xa hơn nữa không nên theo đuổi những cuộc phương lưu ý thức hệ ở trong nước bằng cách bắt trước hay phóng chiếu. Tổng thống Macron cho biết chính phủ đã tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ các địa điểm của người Do Thái, bao gồm trường học và giáo đường. Trong khi đó, theo một thông điệp do Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Darmanin gửi tới cảnh sát nước này với lý do lo ngại về trật tự công cộng. Ông Darmanin cũng kêu gọi cảnh sát bảo vệ tất cả các địa điểm mà người Do Thái Pháp hay ghé thăm như giáo đường Do Thái và trường học Đồng thời cho biết bất kỳ người nước ngoài nào có hành vi bài do thái trên đất Pháp sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Còn tại Mỹ, các lực lượng thực thi pháp luật đang gia tăng biện pháp bảo vệ cộng đồng Do Thái và hồi giáo trước phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Cảnh sát tại hai thành phố đông dân nhất của Mỹ gồm New York và Los Angeles cho biết đang tăng cường tuần tra, nhất là xung quanh giáo đường và trung tâm cộng đồng của người Do Thái, dù họ cho biết chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể nào. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết Văn phòng của ông đã chỉ đạo cảnh sát thành phố bổ sung nguồn lực đến các trường học và nơi cầu nguyện để đảm bảo an toàn để thành phố vẫn là nơi hòa bình. Giới chức thành phố New York cho biết họ đang chuẩn bị đối phó với ít nhất một cuộc biểu tình lớn ở quảng trường thời đại trong ngày 13 tháng 10. Cả hai nhà chức trách Mỹ và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái và hồi giáo tại các nước này trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên toàn thế giới quân đội Israel vừa qua thừa nhận hệ thống báo động sai về một vụ tập kích UAV quy mô lớn từ Liban khiến hơn 2 triệu người phải trú ẩn. Còi báo động không kích vang lên khắp miền Bắc Israel vào chiều hôm 11 tháng 10 sau khi quân đội nước này phát hiện 15 đến 20 máy bay không người lái UAV xâm nhập từ phía Liban. Khoảng 10 phút sau, Israel tiếp tục phát cảnh báo khi có thông tin các tay súng xâm nhập thị trấn Mayan Baruch và thành phố Malot Tashiha ở miền Bắc đất nước. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, yêu cầu người dân tại các khu dân cư ở Galilee, cao nguyên Golan và Haifa tìm nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới, cho hay họ lo ngại về một cuộc tấn công quy mô lớn. Loạt báo động khiến hơn 2 triệu người Israel phải xuống hầm trú ẩn. Gần 90 phút sau, IDF thông báo toàn bộ báo động trên là sai. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF khẳng định không có sự cố an ninh nào xảy ra ở miền Bắc Israel. Sau loạt báo động sai ở miền Bắc Israel, ứng dụng cảnh báo tập kích rocket và tên lửa của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cũng gửi báo động sai và khuyến cáo người dân khắp đất nước trú ẩn. Vài phút sau, IDF thông báo đây là sự cố do lỗi con người, không phải là hậu quả của đợt tấn công mạng. Sky News đưa tin, Hamas được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công gây ra làn sóng bạo lực gần đây trong hơn một năm. Nguồn tin Hamas ở Liban cho biết lực lượng này đã cố tình tấn công vào ngày Sabbath và ngày lễ của người Do Thái để gây thiệt hại tối đa. Liên quan đến phản ứng quốc tế với cuộc xung đột, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã tới Tel Aviv trong động thái thể hiện sự ủng hộ và tình đoàn kết của chính quyền Mỹ với chính phủ và người dân Israel trong cuộc xung đột chống Hamas. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian bắt đầu chuyến công du tới Iraq và một loạt quốc gia khu vực nhằm thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột tại Gaza. Trước đó, hôm 11 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có cuộc thảo luận với đại diện phong trào Hamas nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel sáng hôm 7 tháng 10. Trong khi đó, ngoài cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas, Israel phải hứng chịu đạn pháo từ Liban và Syria, cũng như các mối đe dọa can dự từ Iraq và Yemen. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định lực lượng Israel hiện phải đối mặt với mối đe dọa từ nhiều hướng mà các nhà phân tích quân sự mô tả là những mối nguy hiểm do Hamas ở phía Nam, Hezbollah ở phía Bắc và các đồng minh của Hamas ở bờ Tây gây ra. Trong khi các chiến binh ở nước láng giềng Syria cũng là một đối thủ tiềm tàng khác. Như vậy, ngày càng rõ ràng rằng Israel đang phải ứng phó với một số lượng lớn các cuộc tấn công xảy ra cùng lúc. Trong quá khứ, Israel từng chứng kiến hiện tượng tấn công này từ Liban, Syria, thậm chí từ Iraq trong cuộc xung đột hồi tháng 5 năm 2021. Cho đến nay, các cuộc tấn công ở phía bắc Israel vẫn có quy mô nhỏ nhưng đang làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc xung đột nhiều mặt trận. Israel cũng đã chuẩn bị cho kịch bản này trong nhiều năm. Tuy nhiên, như cuộc xâm nhập và tấn công của Hamas cho thấy, có thể có sự chuẩn bị, nhưng Israel vẫn bị động trong một số tình huống khi các tay súng ở Gaza đã sử dụng một loạt các cuộc tấn công phối kết hợp phức tạp. Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc đã cảnh báo Iran, Hezbollah tránh xa cuộc xung đột Israel-Hamas. Phát biểu với các phóng viên tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận rằng một nhóm nhỏ lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đang hỗ trợ các đối tác Israel lập kế hoạch và cung cấp thông tin tình báo trong các hoạt động chống Hamas